Dạ, xin kính chào tất cả quý cô và các bạn nha. Thì mấy hôm nay ít ra video là các bạn thấy tại vì do xây dựng cái khu hồ nuôi này các bạn. Thì lúc trước thì mình làm cái dãy nuôi composite đó, nhưng mà giờ đang làm cái dãy tuần hoàn đây cũng mới sắp sửa hoàn thiện đây. Bây giờ đang tới cái giờ thay nước đó. Thì giờ cũng xin làm cái video ngắn để chia sẻ cùng quý cô các bạn nha. Tình hình bây giờ dịch giá cái lương thực bây giờ nó thấp quá trời các bạn ơi. Do đó mọi người cũng cái số hộ nuôi giờ cũng ít rồi. Cái đó thì bây giờ mình cũng làm số cái video ngắn để chia sẻ để với con các bạn đỡ bi quan các bạn. Đây mình nuôi cũng khoảng 40.000 con à. Thì đây bây giờ cái chai này chắc khoảng tầm khoảng tới 100 con tí rồi, 90-100 con tí. Thì mỗi hồ vậy là 6 mét vuông các bạn. Thì ở đây cái vàng trực hoàng này thì để ít bữa nữa mình sẽ làm cái video mình chia sẻ cụ thể hơn. Bây giờ thay nước thì mình chia sẻ cái cách mình thay nước hàng ngày đi. Bên đây mình qua tới dãy composite này nha các bạn. Thì ở đây do là mình làm việc gáp, do đó là mình có những cái chú thích tổ khu nuôi hay là cái hồ cấp, hồ nuôi. Bạn thấy cái hồ có cái bảng hồ cấp, hồ nước thải, như cái ao nước thải. Thì mình sẽ chú thích những cái hạng mục như vậy. Tại vì bên cái khâu việt gáp họ cần cái chi xuất nguồn gốc đó, với cũng giống như là mình phải có những cái nơi cụ thể như chỗ nào để nhà kho rồi để thuốc để thức ăn phải riêng biệt. Trong kia thì có cái nhà kho đó để chứa thức ăn với cái thuốc đó. Ở đây là cái khu nuôi, còn ở đây là cái nguồn nước cấp là cấp từ nước giếng khoan lên, có cái hồ, có cái bể lắng bên kia. Để chút xíu mình quay để quay cho các bạn xem. Bây giờ mình quay cái lươn nha các bạn. Hả? Rồi trái giả lên đi. Rồi xịt nước đi cho mỗi lần thay nước thì mình dở lên, dở dây lên để tập chân lươn nó quen. Nếu giờ này nó lớn rồi nó không có bị xỉu. Cái hồ này hồ lớn rồi, cái này chắc khoảng có 50 con ký à. Khu này khu lớn. Khi mình thay nước mình sẽ dở dây lên hết, dở dây cao lên gì để cho cặn, thứ nhất là nó sẽ tuôn về phóng xả này, và thứ hai nữa là để cho con lươn nó vận động cho nó quen, nước sạch thì nó sạch. Đây là phóng xả đây. Sau khi thay nước xong điện hồ nó sẽ rút vô ngược nha các bạn, rút ngược vô cái dây lại thì mình trang bình thường. Đây là giai đoạn nhỏ thì mình vẫn còn để dây, nhưng mà khi nó lớn thì mình sẽ làm cái dĩ. Thì ít bữa chắc cũng qua Tết mình cho vô dĩ. Cho cái dãy này nó lớn hơn tí mình vô dĩ. Tại đây là cái hồ này, hồ vượt đàn, hồ vừa lớn nhất trong cái dãy này. Còn bên kia thì lươn nó còn nhỏ, nó rất chịu dây hết rồi. Ở trên này mày xả mấy hồ bên kia chưa? Mỗi lần thay nước là thay nó nguyên một dãy, mình sẽ rút ống từ từ lên. Mấy cái hồ này thì cái ống bao mà nó có 114 mà, do đó là cái khi mà dở vô sớm quá thì lươn nó túa ra, nó bao cái ống này, do đó là cặn nó ra nó hơi chậm. Thay thì có cái cây gì đó để mình lùa cặn nó xuống, phân cặn cho nó nhanh. Khi mà cái lươn ra thì mình sẽ dở lươn, nó nhanh bình thường là lươn nó khỏe, nó sẽ rút hết trên như trên dây các bạn, ít có ra ngoài lắm. Rồi cho dở lên thì mình nước nó ra cạn hết đó, thì mình sẽ dở dây lên. Mỗi hồ vậy là từ 2.200 đến 2.500 con đó các bạn. Mình cũng tới cử phân cỡ nó rồi, một bữa nó có phân cỡ một lần nữa. Cái giai đoạn khoảng 100 con mình sẽ lựa một lần nữa, mình để luôn cái mật độ là khoảng từ 2.300 đến 2.200 đến 2.500 con trong một hồ. Tại vì cái số lượng hồ nó nhiều cái đó không có để đủ cái mật độ 2.500 được. Nhưng con số hồ nó cái lượng lươn nó không đủ kích cỡ để chi vô đủ cái số lượng 2.500, do đó có số hồ thì chỉ có 2.200, 2.300 thôi, con số hồ thì đủ 2.500. Cái khu này là thả đồng loạt nha bạn, khu này là 10 hồ là 25.000.
Thì hiện tại ở đây là mình sử dụng thức ăn UB các bạn. Khi mà lương nó còn nhỏ thì mình vẫn xài thức ăn UB. Thứ nhất là đảm thấy nó cao, cái thứ hai nữa là mình mong muốn con lương nó vàng. Khi mà giai đoạn khoảng 100g trở lên đó, thì mình sử dụng cái thức ăn của con thức ăn lái tiêu mà dành cho cá điêu hồng á. Thứ ăn nó 40 đạm, cũng có hãng lái tiêu luôn, nhưng mà nó 40 đạm. Chưa qua dở lên chơi, nó cạn rồi nè. Khi nó cạn sạch nước thì mình thả khô luôn các bạn. Các bạn thấy khô gan vậy luôn đó. Khi mà nó khô rồi nó xịt trả thêm một lần nữa cho nó cặn với lại lương cho nó tuôn ra ngoài. Mình dở cái khung cho ăn lên. Mình dở dây lên một lần nha. Xong rồi để dây lại hồi là nước nó nhiều nó sẽ rút vô rồi khi dây lại. Đây là cái rễ số 4, này đang xem là số 5, cháu tới hồi số 10. Cái khu bên đây thì thay rồi, bên đây là 6 hồ là thay rồi, ly nó rút vô cũng còn ít ngoài này. Anh chị ạ, khi mà nước nó ra nó sạch thì mình sẽ đóng cống lại, đóng trong ống xả là ống 90, ở ngoài là ống 114, nhưng mà đằng ống 114 lúc trước đặt 114 nhỏ quá, còn những cái hồ sau là mình là xài ống tới 168 rồi, cái gần bao ngoài nó lớn, mình thay nước nó cũng nhanh mà cặn ra nó cũng sạch nữa. Từ hồi cái này tới được sau là ống 168 rồi. Cứ xịt cho nó trâu các bạn, cho nó vận động, nó bơi tới bơi lui vậy, nó cho nó quen. Chứ không cỡ với lại mình xuất bán lương nó cũng khỏe nữa. Thì cái dây này ở đây là khoảng có 2 tuần mình xây cái dây 1 lần. Khi mà thay dây cho nó, mình mỗi lần mình thay khoảng có 2 chùm thôi, thì qua hôm sau mình thay 2 chùm nữa để cho dây cho nó dây mới cái mùi dây ni lông ra nó hôi lương ít có bám, thường nó sẽ túa ra ngoài, cho đó mình vừa có ít dây cũ ít dây mới trong lương nó quen. Thay xong rồi mình sẽ ngâm xử lý cờ lo, khi cho đó mình sẽ giặt sạch mình phơi lên, rồi qua khoảng 2-3 tuần sau rồi mình thay cho cái cho những cái hồ khác. Rồi đây là mình đóng cống cho hồ số 4. Đập rộng lại ra ngoài. Nhìn thấy trong video lưu nó nhỏ mà, nhưng mà thật ra ngoài chắc khoảng tới 7-80 con một ký rồi. Phân cặn sau khi mà nó còn dư thừa với lại thức ăn thải của lươn mình sẽ xuống cái ao này, cái ao mình tận dụng như mình cá lại được. Ao mình lót bạc mé và để nó không có lỡ, với lại cái dòng nước của cái ống xả này là nó khi mà thả ra đây nó không dội, nó không làm lỡ bờ, với lại đây cỏ nó không có mọc được, cho đó cái mé nó rất là sạch, mình nó thoáng hơn. Rồi cái hồ thứ 6, thứ 5 này nó mới dở rồi, giờ cái hồ sao mình quay tại giấc này nó cũng có mới 1-2 giờ, cho nó có ánh sáng hơi chá gì, bạn xem phong cảnh mình nha các bạn. Hồ nào cũng vậy, mình cũng thay người ta cạn rồi, bắt đầu mình sẽ dở dây em vậy đó để cho nó tuôn ra. Video mình tưới là chia sẻ kinh nghiệm cho số bạn mới vô nghề các bạn. Mình nghĩ anh em mà đã có thâm niên trong nghề có gì xem bỏ qua thông cảm mình nha. Quy mô mình làm cũng dạng nhỏ lẻ hộ gia đình. Nó nhiều khi nếu chú bác làm trang trại lớn mà mình đăng cái video mình chia sẻ, nhiều khi chú bác
mình muốn điều mắc tại thì xin với cô bác anh chị em mà có thăm đi này xin bỏ qua thông cảm với mình nha con. Mà cha nắng quá mình thấy không rõ con ơi. Con màu 6 à, con màu 7 được. Số 7 số 10. Còn giấy bên đây là mẹ mình thay rồi hết à. Lúc mình thay nước thì mình sẽ dùng cái cây đó, cây đẩy đó mình sẽ lùa cặn với lên vệ sinh cái gông luôn, mình sẽ lùa tiếp đó. Thì khi cái cặn nó còn bám lại với cái đáy hồ nó ra không hết được, cho nên mình phải cạo tiếp tiếp. Thì hồ mình để phân có 4-5 tình dây, và khi tương lớn thì mình sẽ thêm dây từ từ. Thì sau mà tương nó lớn khoảng tới 30 con tí thì mình sẽ thêm một hàng dây nữa, hoặc là mình sẽ dùng dĩ, nhưng mà khả năng mình sẽ đổi sang dĩ như dĩ dĩ tre mà mình làm lưới chứ mình làm dĩ tre. Thì sau qua Tết mình sẽ review cái khung dĩ đó cho các bạn xem. Đây mình sẽ dỡ lên hết luôn, hồi nào cũng vậy, mình sẽ đều dỡ cao lên hết cho lươn nó tuôn ra ngoài. Kia thì mình có cái hồ cấp bên kia, bên kia thì cũng nước giếng khoan mình bơm lên, có cái hồ để chứa chắc khoảng 10-20 khối, mình chứa cho đó hồ chìm các bạn, mình đào đất mình đắp lên. Thì khi nước giếng khoan bơm cho đó thì mình sẽ tự đó mình sẽ bơm lên, nó lắng khoảng có 4-5 tiếng à, thì sáng thay nước khoảng có 7-6 giờ mình thay xong rồi thì tới giờ khoảng có 2 giờ, thì tính ra là sẽ cũng khoảng 6-7 tiếng các bạn, có thời gian để nó lắng cặn với lại cái những kim loại nặng. Cái đồng thời là khi mình bơm ra được cái môi trường tự nhiên có ánh sáng mặt trời rồi đó thì cái oxy như là những khí độc nó sẽ bay lên, thì khi mình bơm vô cái hồ thì nó sẽ đỡ hơn, nước nó hoàn nguyên lại gần như là tự nhiên, nó sẽ ít bị sốc luôn ha. Rồi đây 8 9 10, thì chắc video cũng dài rồi, mình xin review một số cái thông tin vậy thôi các bạn. Thì chắc là video mình tới đây cũng xin phép tạm dừng các bạn ơi. Thì cuối lời cũng xin gửi lời tri ân đến các cô dì chú bác anh chị em và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cũng như là đã theo dõi đóng góp cho cái kênh của mình nó phát triển càng ngày phát triển. Thì sau một thời gian mình ít quay video thì sau này mình sẽ cập nhật quay thường xuyên hơn, tại vì cơ sở của mình đã gần như là hoàn thiện này, mình có thời gian nhiều hơn nè. Thì quý con các bạn mà có những cái thắc mắc hoặc là những có cái đóng góp hay thì xin để làm comment ở dưới bên dưới video để đóng góp để nghề nuôi lươn thương phẩm của chúng ta càng ngày phát triển nha các bạn. Thì cuối lời xin kính chúc quý con các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Đặc biệt là khi chúng ta ra đường thì cũng nên tuân thủ nguyên tắc 5K nha các bạn để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý con các bạn ở những video kế tiếp nha.